Ngoài biển có núi tiên tên là Bồng Lai. Ta và huynh trưởng Dung Lẫm sinh ra trên Bồng Lai. Ta tu đạo pháp âm dương. Những nơi ta đi qua, yêu ma không còn chỗ lẩn trốn. Còn Dung Lẫm trời sinh khát máu. Thấy y xuất hiện, mùi máu tanh nồng nặc 10 dặm, 3 ngày không tan. Kiếm của ta chém sạch ma quỷ cõi nhân gian, chưa từng sảy tay. Cho đến khi ta nhìn thấy huynh trưởng của ta đứng ở đầu kia bóng tối, Dung Lẫm. Trận chiến giữa ta và Dung Lẫm kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Tinh tú hội tụ, nhật nguyệt tối sầm. Cuối cùng ta đã phong ấn y, đồng thời truyền danh hiệu cho người đời sau. Mau. An tử công tử có lệnh. Sau khi khởi động trận pháp thử nghiệm, nhanh chóng rút lui. Mau, rõ, mau. Lý công tử đến. Lý công tử, ngày tới rồi. Mời vào trong. Trăng bên hồ sen, hai giò rượu phần. Khách quan, mời vào, mời vào. Tiểu nhị, rượu của ta đâu? Vâng ạ, khách quan, có liền. Ngô Nghị, ngươi nhanh lên, có ngay ạ. Hai vị khách quan, hai vị nghỉ chân hay trọ lại ạ? Trọ lại. Phòng thượng hạng. Vâng ạ, mời ngay vào. Khách quan, ngài còn gì cần dặn không ạ? Cho hỏi con thỏ máu trên biển của quý tiệm có lai lịch thế nào? Thỏ máu? Không có gì. Ngài chờ chút ạ. Lam sinh ca ca, phòng thượng hạng, chim hót khe suối. Phải chỗ này không? Mời ngài ạ. Mời. Thỏ máu sao? Ngô Nghị, đi xem với ta. Nhìn này, con thỏ đáng yêu quá. Phải đấy. Cái gì thế này? Phải đấy. Lam sinh ca ca. Lam sinh ca ca. Lam sinh ca ca. Thank you.
Yêu ma. Bình Dương đâu? Giao nàng ấy ra đây. Nè, hai người sao rồi? Không sao thì tốt. Hai người cứ ở tạm đi, ta đi cứu người khác đã nhé. Lo chuyện bao đồng. Quynh không sao chứ? Sao lại là Quynh? Hạc Minh, Văn Tuyết. Tiểu nhân nuôi một tiểu nha đầu xinh đẹp vô cùng, làm phiền An tiểu công tử giúp tiểu nhân dâng cho Tiết Độ Sứ đại nhân. Đây cũng là tấm lòng nho nhỏ của tiểu nhân. Mặt mày cũng xinh đẹp, mỗi tội hơi nhát gan. Ông có tấm lòng âu cũng quý, ta sẽ nhận thay cha nuôi vậy. Nhưng tôi lão gia, ông thật sự hiểu tâm tư của cha nuôi sao? Sợ gì? Ta cũng có ăn thịt ông đâu. Tiểu công tử nói đùa rồi. Đại đường sắp tới số, đại trận đã thành, tôi lão gia phải chuẩn bị cho sớm mới được. Tiểu nhân nguyện dốc sức trâu ngựa cho Tiết Độ Sứ đại nhân. Phương Bắc có yêu tên là Dung Lẫm. Lão gia, đi thôi. Đứng dậy thôi. Tô Tam, tiểu công tử kia hôm nay có ý gì vậy? Tiểu công tử dường như đang tìm kiếm tung tích của một con yêu quái thời thượng cổ. Nếu lão gia có thể cung cấp đôi chút manh mối thì một bước lên mây chỉ là vấn đề thời gian. Ôi, cũng khuya rồi, đưa tiểu thư về đi. Dạ lão gia. Bao giờ thì chàng về? Đợi đến cuối năm có hoa mai tuyết rơi là ta sẽ về. Bình Dương, ta về rồi. Bình Dương, mùi gì vậy? Lam Sinh ca ca, Đông Chí, sủi cảo. Canh ba rồi, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Canh ba rồi, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Cứu ta. Chúng ta 5 năm không gặp rồi, không ngờ lần tiếp theo gặp lại trong tình cảnh thế này. Phải rồi, ban nãy bây giờ có Văn Tuyết đến kịp thời. Bạn thân gặp lại còn đúng dịp đồng chí, nên uống rượu. Tiểu nhị, dâng rượu. Ta, Bình Dương vợ ta, Bình Dương, Bình Dương đi đâu rồi?
Nàng ấy Bình Dương đâu? Biến mất rồi. Ta đã từng lập lời thề tâm ma, ngày nào chưa tìm thấy Bình Dương thì ngày đó không về nhà cũ. A Man, cùng Lâm Sinh ca ca đi tìm nàng ấy được không? Cứu với! Tên ăn mày hôi hám ở đâu ra thế? Cút mau! Đừng có cản trở ta làm ăn. Ngươi còn không đi đấy hả? Lâm Sinh ca ca, hắn, mạng của hắn chỉ đến hôm nay, chúng ta đều không cứu vãn được gì. Loạn thế sắp đến, dù có sống lây sống lắc qua hôm nay cũng làm được gì. Hạc Minh, uống thêm ly nữa đi. Hạc Minh, uống thêm ly nữa đi. Hạc Minh, Hạc Minh. Tránh đường. Mặc kệ phía đó luôn hả? Đừng lo chuyện bao đồng. Mấy chuyện đó lũ tiếp điêu như chúng ta không quản được đâu. Đi đi đi. Tô phủ có người chết rồi. Nghe kể gì chưa? Hình như là yêu quái giết người đấy. Mới chết đêm hôm qua. Chết thảm thật. Nghe nói mấy ngày nữa là phải làm vợ bé cho đại nhân nào đó. Ta thấy chết kỳ lắm. Châu đại nhân phải mời hẳn Âm Dương sư rồi. Thế này thì phải làm sao? Đêm qua vẫn bình thường mà. Người nói xem, kẻ làm tiểu nhân biết ăn nói thế nào với cấp trên đây? Có khi nào trong phủ có thứ gì không sạch sẽ không? Tô quản gia yên tâm, để ta quan sát xem thế nào đã. Tô tiểu thư hai mắt lồi ra, sắc mặt nhăn nhó. Thiết nghĩ trước khi chết thần trí tỉnh táo, trải qua chuyện vô cùng đáng sợ. Khớp khắp người cô ấy chỉ có ngón tay co lại, không hề có dấu vết dãy dụa nào khác. Có thể vì nguyên do nào đó mà mất đi khả năng hành động. Rồi nhìn cổ của cô ấy xem, bên trên có bốn lỗ máu, trên mặt và cánh tay cô ấy đều có vết gào như móng sắt. Vì vậy ta kết luận chuyện này là do yêu ma gây ra, thậm chí có thể là đại yêu thượng cổ trong truyền thuyết gây ra. Đại yêu thượng cổ, đại yêu thượng cổ, đại yêu thượng cổ. Bọn ta còn chưa nghe nói bao giờ. Xin Châu đại nhân giúp Tô gia ta bắt yêu quái. Là ngươi, mạng người hệ trọng, mà vị huynh đài đây còn cười cho nổi. Một nam nhân như ngươi mà đến thái độ tôn trọng tối thiểu của người đã khuất cũng không có sao? Không phải vì cô quá buồn cười. Ngươi, ta đường đường là Trâu Văn Tuyết, truyền nhân đời thứ 49 của Âm Dương thế gia họ Trâu. Không phải con chó con mèo gì cũng bôi nhọ được đâu. Nếu ngươi là người đồng đạo thì báo tên ra đây. Chuyện này không phải yêu ma gây ra. Ngươi dựa vào đâu mà nói thế? Bằng chứng đâu? Không có bản lĩnh thực thụ mà còn ở đó lên mặt. Đến cuối cùng vẫn phải trông cậy vào ta đó thôi. Nơi này không hề có mùi của Bình Dương. Tô quản gia cứ xem ta xử lý đi. Làm phiền Trâu đại nhân rồi. Âm không đi đường dương, yêu ma không nên lẫn trốn. Lạ thật, quanh đây không hề có dấu vết của yêu lực. Tô quản gia, cho hỏi là ai phát hiện bất thường trước? Là lão nô. Tiểu thư từ phủ của lão gia quay về, để về thẳng tiểu viện nghỉ ngơi.
còn là lão nô chính tay khóa cửa tiểu viện, rồi đưa chìa khóa cho Tam ca, không thể có vấn đề gì được. Lão nô về phòng vừa mới chợp mắt. Tiểu thư, Tam ca, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Tam ca, mau tới đây, có chuyện rồi. Sao thế, sao thế? Tam ca, có chuyện lớn rồi, mau mở cửa. Ta không mang chìa khóa, mau đi lấy chìa khóa cho ta đi. Tam ca dù sao cũng là nam tử, đi mau đi mau. Để Quỳnh ấy canh bên ngoài cũng ổn thỏa, vậy nên lão nô quay về tìm chìa khóa. Đến khi bọn ta vào tiểu viện, đến khi bọn ta vào tiểu viện thì tiểu thư, tiểu thư đã, quý phủ có nuôi chó không? Không, lão gia không chịu nổi tiếng chó sủa nên không nuôi bao giờ. Không nuôi. Này chứ, ngươi đến thì cũng đành, sao toàn suy nghĩ dớ dẫn, hỏi toàn mấy vấn đề đâu đâu. Lam sinh ca ca hỏi thế, dĩ nhiên phải có lý của huynh ấy. Cô ngốc, tiểu quỷ thối tha, mỗi người lắm mồm. Quý phủ không hề nuôi chó, vậy lông chó này từ đâu mà ra? Trâu đại nhân thần thông quảng đại, chi bằng suy luận thử xem. Âm dương mở hai đường, muôn quỷ đi đường âm, chớ bước qua dương quang, yêu tà không nơi lẫn trốn. Tô quản gia, đào chỗ này ra xem thử. Giáp tí, mang xẻng sắt tới đây. Rốt cuộc là ai lòng dạ hiểm độc như vậy, trông con chó chết này vào sân sau của Tô phủ ta? Sao Tô quản gia biết được là của chó? Thím mập, có phải thím chôn không? Tam ca, tam ca, không phải ta đâu, có đánh chết ta cũng không dám. Tô quản gia trông có vẻ là người hành vi cử chỉ vô cùng danh giá, thế nghĩ là kiểu người kỹ tính cầu toàn lắm nhỉ. Tô mổ tính ưa sạch sẽ, dĩ nhiên chú trọng cách ăn mặc, hơn nữa thân là quản gia Tô phủ, càng không thể là mất mặt Tô lão gia. Không hổ là đại quản gia của nhà giàu số 1 Thái Nguyên. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Chỉ là ta không hiểu, vì sao mép giày của đại quản gia, áo không dính bụi, giày không dính đất, dường như lại hơi bất ổn. Nếu ta không nhìn nhầm thì loại đất này không hề phổ biến, chắc cũng không phải đất của vùng này. Vân vân, là lão gia nhà ta nhờ người mang từ dị vật về. Có điều không biết Tô quản gia ngay từ đầu đã thận trọng dè chừng, không dám bước chân vào vườn hoa, rốt cuộc đang trốn tránh điều gì? Ngậm máu phun người, hoàn toàn vô căn cứ. Hôm qua ta sốt ruột chờ trong viện, nóng ruột quá, nhất định là lúc đó bất cẩn để dính vào. Ông nói dối, đêm qua canh ba đã có tuyết rơi, huống hồ loại đất này khá nặng. Tôi quản gia tính ưa sạch sẽ, sao có thể dính đất trồng qua được? Ta quản gia điêu toa, dảo biện, vô liêm sỉ. Thế ông ta gây án bằng cách nào? Trước tiên Tô Tam đánh thuốc nữ tử này, khiến cô ấy không hành động nổi. Kế đó thả mấy con chó hoang dã nhịn đói mấy ngày vào tiểu viện, mặc cho chúng cắn xé tiểu thư. Đến lúc Thiếu Mập đến tìm thì giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, vậy là có thể tạo ra chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Vậy lông chó là do ông ta nhân lúc Thiếu Mập quay về lấy chìa khóa để kéo chó ra ngoài, kéo mạnh quá làm rụng xuống sao? Sau đó, Tô quản gia đem chôn con chó đó, đề phòng chó dữ chạy ra cắn người, làm lộ âm mưu của lão. Có lẽ đất dính trên giày đã lưu lại từ lúc đó. Ông giỏi lắm. Không không không, không phải ta, là lão gia nhà ta giúp tiết độ sứ đại nhân tìm tung tích của đại yêu thượng cổ. Nhưng làm gì có đại yêu thượng cổ gì chứ?
ta chỉ đành tự mình làm giả. Ta, Tô Tam, ông tàn hại một nữ tử vô tội như vậy, ông không sợ bị quan hồn ám sao? Đi, theo ta đi gặp quan. Ta cũng đi, đừng, xin tha mạng. Được rồi, đã đưa đến quan phủ rồi. Này, không ngờ ngươi thông minh vậy đấy. Ngược lại là ta bị ông ta dắt mũi. Tiểu quỷ thối. Này, ngươi tên là gì? Ngươi không nói ta cũng biết. Tiểu quỷ kia gọi ngươi là Lam Sinh ca ca. Vậy ta gọi ngươi là Lam Sinh nhé. Hi Lam Sinh. Hi Lam Sinh. À, đất trồng hoa kia còn có nhiều kiến thức thế cơ à. Loại đất đó không phải đất của vùng này. Là đất trồng hoa Thái Bạch Phong. 270 trượng lưng chừng núi. Đất ở vị trí 270 trượng lưng chừng núi là chất lượng tốt nhất. Năm xưa phụ thân đến Thái Bạch Phong ở phía Bắc đã lấy một ít về. Không dễ dàng gì. Nguyện cưỡi gió mát đi, ra thẳng giữa tầng mây. Nguyện cưỡi gió mát đi, ra thẳng giữa tầng mây. Này, con người ngươi chẳng ra sao cả, nhưng tư duy suy nghĩ cũng thoáng đấy chứ. Khá đấy Hi Lam Sinh, để tình ngươi ăn ở cũng tử tế, ta sẽ mở lòng từ bi cho ngươi làm đồ đệ của ta. Thế nào? Chẳng ra sao cả. Ta hỏi cô đại yêu thượng cổ là ai? Quá ra là muốn thử sư phụ à. Thôi được rồi, sư phụ sẽ nói cho ngươi biết đại yêu thượng cổ là huynh trưởng của Minh Ngự đại nhân Dung Lẫm. Ngươi nhớ chưa? Cô còn biết cơ đấy. Chuyện Minh Ngự đại nhân là Âm Dương Sư lợi hại nhất hiện nay, còn là thần tượng của ta lúc còn nhỏ. Ngài ấy không chỉ phong lưu thanh nhã, đạo pháp âm dương đầy mình, mà còn cao siêu khó lường. Vậy cô có biết Dung Lẫm giờ đang ở đâu không? Tất nhiên là Dung Lẫm bị Minh Ngự đại nhân phong ấn trong trận chiến U Đồ rồi. Nếu đã bị phong ấn thì tại sao lại xuất hiện? Cô là truyền nhân của dòng họ Trâu, lẽ nào không biết hễ Dung Lẫm xuất hiện là trong vòng 10 dặm toàn mùi máu tanh, 3 ngày không hết sao? Vậy cô có ngửi thấy mùi máu nào ở Tô phủ không? Đúng, cô có ngửi thấy mùi máu không? Không. Tại ta nhất thời phẫn nộ, không nhớ ra thôi mà. Mùi máu 10 dặm, 3 ngày không hết. Mùi máu. Mùi gì thế? Mùi máu tanh. A-man, chúng ta đi. Lý ra thì người bình thường không thể nào biết chuyện bí mật như vậy chứ. Lam Sinh ca ca, sao vậy? Tương truyền Dung Lẫm xuất hiện, mùi máu nồng đặc 10 dặm, 3 ngày không hết. Nhưng người đời không hề biết mùi máu này không phải mùi của máu chảy ra, mà là mùi hương của hoa lan. Ta từng ngửi thấy vào đêm Bình Dương mất tích. Hoa lan. Hoa lan là loài hoa nở trên cây tiên lan can thời thượng cổ. Tương truyền Dung Lẫm đã mượn chính cây lan can để tu thành đệ nhất đại yêu. Chỉ thực sự là do đại yêu quái làm sao? Dung Lẫm đã bị Minh Ngự đời thứ nhất phong ấn rồi. Sau đó thì sao? Ngoài Dung Lẫm ra, vẫn còn một vật mà khi nó xuất hiện sẽ kèm theo thứ mùi đó. Vật này là báu vật gia truyền của gia tộc họ Vương, thuộc Âm Dương Thế Gia, gọi là Dẫn Tiên Cốt. A-man, chúng ta đi thôi. Vậy có phải tìm được Dẫn Tiên Cốt rồi là sẽ tìm được Bình Dương không? Ừ. Ai? Nửa đêm nửa hôm ra khỏi thành, chắc chắn là đầu trộm đuôi cướp.
Ta còn có việc, không rảnh đôi co với cô. Việc gì vậy? Sao không đưa sư phụ theo à? Lam sinh ca ca sao có thể là đồ đệ của cô cho được? Ngươi nói xem, nếu bây giờ ta mà la lên một tiếng thì hai người sẽ bị bắt, hay là sẽ bị bắt? Cô đừng có để ta còn chưa lên tiếng thì ngươi đã tự ới mấy người trên đó xuống rồi. Aman, gia chủ họ Vương ở quận Tây Hà tổ chức tiệc thọ. Họ Vương quận Tây Hà, theo ta được biết, đó cũng là một âm dương thế gia đó. Ngươi quả đúng là đồng đạo mà. Còn không đi mau. Liên quan gì đến cô? Chẳng lẽ hai người tính trèo tường ra chắc? Tiểu quỷ thối, cô không mau gọi ta một tiếng tỉ tỉ, nếu không coi chừng lát nữa té xuống đó. Bà già khó ở. Khách quan, mời vào. Mời vào. Bà không sao chứ? Rõ ràng đang thổi thịnh thế, tại sao còn có nhiều nạn dân như vậy? Những người này đều là người Phạm Dương. Nghe nói chỉ trong một đêm, toàn bộ thành Phạm Dương đều giường không nhà trống, tà quái lắm. Tiểu thư, ta khuyên cô đừng nên can thiệp vào thì hơn. Đông người lắm, không lo hết được đâu. Uống chút nước đi. Đây. Huynh cũng ăn đi. Tạ ơn Bồ Tát. Lam sinh ca ca, còn phải đi bao lâu nữa? Có phải tới nơi rồi là có thể gặp Bình Dương tẩu tẩu không? Lương khô đâu? Số người này đáng bị như vậy, cô có giúp cũng không kịp nữa rồi. Hi Lam sinh, ngươi cũng là người tu đạo, sao có thể trơ mắt nhìn họ khổ sở như vậy? Mình thì nhắm mắt làm ngơ. Dù cô có xen vào thì họ cũng không qua được hôm nay. Dựa vào đâu mà có thể tùy tiện quyết định chuyện sống chết của người khác? Làm sao ngươi biết được hôm nay họ gặp ta, ta sẽ thay đổi vận số của họ? Ý trời là vậy, sống với đạo trời, ai ai cũng là con sâu cái kiến. Vận số họ thế nào liên quan gì đến ta? Mẹ, mẹ ơi, không lẽ đạo trời là bất biến thật sao? Ta đã nói lâu rồi, đạo âm dương tự có quy tắc của nó. Nếu có hàng ngàn hàng vạn con sâu cái kiến như vậy, làm sao ngươi biết được họ không thể lay động cái cây cổ thụ đạo trời này? Đi thôi, sống với đạo trời,
Dù có tồn tại bất công, không lẽ chúng ta cứ mặc kệ luôn sao? Châu Giang Tuyết ta là âm dương sư thì có nghĩa vụ can thiệp. Vậy giấc ngủ mọi ngày thế nào? Tiền diện ngài suy nhược, cần mang hai chỉ cam thảo về, sang bên này lấy thuốc đi. Người tiếp theo, chẳng phải chàng toàn không đủ kiên nhẫn lo mấy chuyện này sao? Đúng là không đủ kiên nhẫn, nhưng ai kêu ta có một thê tử thích lo chuyện bao đồng. Vậy nếu ta vì những chuyện này mà đi khắp núi sông thì sao? Thì ta sẽ theo nàng đi khắp núi sông. Ta vẫn luôn tưởng chàng chỉ ngoài lạnh trong nóng, chứ không ngờ ta đã sai rồi. Sở dĩ sống là sống, sở dĩ chúng sinh đều khổ sở sinh tồn là vì họ có điều vấn vương, có điều quyến luyến. Chàng hoàn toàn không hiểu. Im ngay. Nàng hiểu cái gì? Luôn cho mình là đúng, dùng tiêu chuẩn của mình để yêu cầu người khác. Vậy nàng có biết ta đã mất đi những gì không? Ta không hiểu. Lẽ nào nàng thì hiểu sao? Trồng đến nhà Tôm, trồng đến nhà Tôm. Không ngờ Minh Dương Thế Huynh. Khi lão đệ, con gió nào đưa đệ đến đây thế? Thế Huynh sắp tổ chức tiệc thọ, nên ta tới đây chúc thọ cho Thế Huynh. Lão đệ có lòng rồi. Vị này là tại hạ là Châu Văn Tuyết, truyền nhân của nhà họ Châu ở Chương Khâu, nghe danh Dương lão gia đã lâu. Nếu đã là truyền nhân của nhà họ Châu ở Chương Khâu thì cô cứ gọi ta là Thế Bá. Nào, mời vào, mời sư huynh. Dương Thế Huynh, kể ra ta đã rất nhiều năm không gặp được Cẩn Chi rồi. Phải, Cẩn Chi nghịch ngợm, ngao du ở ngoài nhiều năm, số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói là Hy lão đệ, dù là kẻ làm cha này cũng đã lâu lắm không gặp được nó rồi. Vậy sao? Hy lão đệ, ta đã chuẩn bị sẵn phòng cho đệ rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Được.
quả nhiên là mùi hoa lan. Từ từ đã, các ngươi về trước đi. Vâng. Hôm đó Quỳnh bỏ đi vội vã như vậy, chẳng thèm chờ ta tỉnh lại. Hôm đó là có nguyên do. Hơn nữa, hễ cô say là không biết bao giờ mới tỉnh. Làm sao ta đợi nổi con mèo say nhà cô? Này, có còn là bạn bè không đấy? Tạ lỗi với cô được chưa? Thế nghe còn được. Nhưng mà nhắc mới nhớ, sao Quỳnh lại ở đây đến chúc thọ cho Dương gia? Với cả sao? Với cả, tới lúc đó ta đến đây lấy một thứ. Thứ gì? Văn Tuyết, chúng ta có phải bạn không? Hỏi thừa, đương nhiên rồi. Vậy cô giúp ta một việc đi. Đại nhân, sao ngài lại ở đây? Dẫn tiên cốt đâu? Dẫn tiên cốt là báu vật gia truyền của nhà họ Vương ta. Đại nhân cũng không tiện hỏi nhiều chứ. Thế gian có hai vật mà khi nó xuất hiện có kèm mùi hương lạnh của hoa lan. Thứ nhất là dung lẫm hiện thế, thứ hai thì thiết nghĩ ta không cần nói nhiều, nhưng Thế Huynh phải biết rất rõ nhỉ. Là dẫn tiên cốt thì đã sao? Là dẫn tiên cốt thì đã sao? Đại nhân, chúng ta đều là âm dương thế gia, vì sao lại đắm mình trụy lạc đoạt báu vật của ta? Ta đắm mình trụy lạc sao? Ta hỏi ngươi, Lý Bình Dương vợ ta mất tích kỳ lạ, trong sân phản phất mùi hương hoa lan, ngươi giải thích thế nào? Ngươi nói Dương Cẩn Chi cao du bên ngoài nhiều năm, còn dẫn tiên cốt lại không rõ tung tích. Dương Hoàng Xuyên, ngươi giải thích thế nào? Đại nhân bớt giận, chuyện này chắc hẳn có hiểu lầm. Phu nhân mất tích không phải do Cẩn Chi gây ra. Chứng cứ đâu? Đại nhân, chi bằng ta đưa ngài đến một nơi. 6 năm trước, Cẩn Chi ra ngoài bị cướp, hồn bay phách lạc. Mời. Ta chỉ có một đứa con trai là Cẩn Chi, không thể trơ mắt nhìn nó chết trước được. Ta truyền dẫn tiên cốt vào cơ thể nó, tiêu tốn đạo lực nửa đời của ta mới dâng được ngưng hồn trận này, tái tạo hồn phách cho nó. Hôm nay chính là ngày cuối cùng để nó tái tạo hồn. Đại nhân, ta biết, nói ra có thể rất khó tin. Phu nhân mất tích, ý ngươi là Bình Dương mất tích có thể liên quan đến việc đại yêu hiện thế sao? Đúng vậy. Ta phát hiện thứ này trong nhà,
Dầu hôm Bình Dương mất tích, tranh sơn hà xã tắc sao? Tương truyền tranh sơn hà xã tắc là pháp bảo của nữ oa đương đương, có thể hạn yêu trừ ma, bình định bốn bể, thanh lọc càn khôn. Không ngờ hôm nay lại may mắn thấy được bức tranh này. Ngoài ta ra không ai được động vào. Tranh này xuất hiện ở đây vô cùng kỳ lạ. Đúng vậy, chỉ là mãi ta không tìm được manh mối nào. Manh mối duy nhất chính là một con thỏ máu. Thỏ máu sao? Ta phát hiện một con thỏ được vẽ bằng máu tươi trong sân. Ta đoán chắc là hung thủ để lại. Có điều ta đã điều tra rất lâu mà không thu hoạch được gì. Đại nhân, ngài có nhớ tình cảnh hôm phu nhân mất tích không? Trước đó ta có đến Bồng Lai một chuyến. Hôm ta quay lại thì gặp đúng dịp hoa nở tuyết rơi. Không đúng. Hôm ta quay lại sắc trăng trong vắt, hơn nữa còn có ba đứa trẻ cầm diều vui chơi. Thời gian rõ ràng là tiếc phu nhân. Nhưng tại sao hôm Bình Dương mất tích lại có tuyết rơi? Chị cứu cẩn chi? Âm dương hữu lưỡng niệm, niệm niệm tương giao truyền, vô kim bản tâm thủ, thiên đạo tự an nhiên. Cẩn chi? Không hổ là hồn phách được nuôi từ dẫn tiên cốt, thơm ngon vô cùng. Hạt minh ta thu nhận. Cẩn chi, Cẩn chi, tam thiên độ kiếp khách. Cẩn chi?
Tiểu nha đầu, sao lại đi tới đường âm dương vậy? Đừng sợ, ta đưa ngươi ra ngoài. Đây không phải nơi ngươi nên đáng lại. Âm dương mở hai đường, ma quỷ đi đường âm. Chớ vào đường ma quỷ, đường dương xin giữ người. Sau này giữ lấy miếng ngọc bội này, đừng có đi nhầm đường nữa. Cẩn Chi, Minh Ngự đại nhân, ngài không sao chứ? Cẩn Chi, vẫn để kẻ đó chạy thoát rồi. Vì sao Hạc Minh lại? Giang Hạc Minh đã chết rồi. Kẻ kia đang hồn phách của hắn. Có điều dường như công pháp của hắn đã xuất hiện chút vấn đề. Vậy nên hắn mới ra tay với hồn phách mới tái tạo của Dương Cẩn Chi. Hắn cầm chân cô cũng là để tạo thêm thời gian tiêu hóa. Đại nhân, nhất định phải cứu lấy con trai ta. Châu Văn Tuyết, lần này ta cần sự giúp đỡ của cô. Đất trời bởi hỗn độn, hỗn độn chi âm dương. Âm dương có hai mặt, điểm khởi hóa vạn sinh. Thoáng nghĩ xóa khổ nạn, thoáng nghĩ tai họa tan. An định, an định quyết. Châu Văn Tuyết, Diêu Hồn quyết. Hồn phách trở về. Cẩn Chi, Lam Sinh, Lam Sinh, Lam Sinh, Lam Sinh, Lam Sinh, Lam Sinh. Bình Dương, Minh Ngự đại nhân, Minh Ngự đại nhân, Bình Dương, Bình Dương, ngài sao rồi? Không sao. Ta không biết ngài chính là Minh Ngự đại nhân. Thời gian vừa rồi lỡ mạo phạm ngài. À, ngài còn nhớ miếng ngọc bội này không? Cảm tạ ngài đã cứu mạng ta khi ta còn nhỏ. Người cô gặp lúc đó có lẽ là phụ thân ta. Miếng ngọc bội này cũng là ông ấy đưa cho cô nhỉ? Ta là Minh Ngự đời này. Minh Ngự, không lẽ không phải một người sao? Nhìn ta giống một yêu quái già đã sống hơn ngàn năm lắm sao? Châu Văn Tuyết. Dạ, hình như ký ức của ta từng bị ai đó phong ấn. Lúc cô gọi hồn, nó đã lỏng lẻo một lần. Aman. 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 Aman đâu? Muốn cứu Aman, đến ngay Hy Trạch.
Ta đã từng lập lời thề tâm ma, ngày nào chưa tìm thấy Bình Dương thì ngày đó không về nhà cũ, đến Hy Trạch. Minh Ngự đại nhân, ngài sao rồi? Không sao, đi thôi. Huyễn trận. Châu Văn Tuyết. Châu Văn Tuyết. Bình Dương. Lam Sinh, chàng xem ta phát hiện ra cái gì này. Lam Sinh. Lam Sinh. Không đúng. Ngươi là ai? Bình Dương đâu? Bình Dương. Dung Lẫm. Lam Sinh. Bình Dương. Lam Sinh. Bình Dương. Lam Sinh. Không, không. Lam Sinh. Bình Dương.
đại yêu dung lẫm. Bình Dương, đệ đệ ta, Minh Ngự đâu? Người đang chỉ Minh Ngự đại nhân đời thứ nhất phải không? Ngày ấy đã tan biến lâu rồi. Tan biến rồi. Cô nói nó đã tan biến. Nó phong ấn ta trong kiếm hàng ngàn năm. Sao nó dám? Nói tan biến là tan biến được. Đợi khi ta hòa làm một với thân xác này thì dùng sẽ càng linh hoạt hơn. Lam Sinh, không tự lượng sức. Lam Sinh, đạo thể của ngươi. Đó giờ ta vẫn chưa cho chàng biết. Đạo thể của ta là tranh sơn hà xã tắc. Ta vẫn luôn tưởng cả đời này ta cũng không cần nói với chàng. Nguyện cưỡi gió mát đi, ra thẳng giữa tầng mây, thì ta sẽ theo nàng đi khắp núi sông. Ta đã từng lập lời thề tâm ma, ngày nào chưa tìm thấy Bình Dương thì ngày đó không về nhà cũ. Là ta đã hại Bình Dương. Đặc sắc. Câu chuyện này đúng là đặc sắc. Ai? Ngươi là ai?
Không hổ là bội kiếm của Minh Ngự đại nhân, quả nhiên không tầm thường. Cứ dân bảy ảo ảnh khơi dậy ký ức của ta, không lẽ chỉ để biết được cách hóa giải phong ấn của Dung Lẫm sao? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chảy máu rồi. Đại trận cửu huyền đoạt thiên, chẳng phải ngươi muốn biết ta muốn làm gì sao? Tất nhiên ta muốn sở hữu sức mạnh lớn nhất thế gian này. Như vậy thì khi ta kích hoạt đại trận này, giúp cha nuôi ta hóa rồng, mới có thể giúp ông ấy quét sạch mọi chướng ngại. Còn ngươi, họ Hy, chính là nơi thích hợp để kích hoạt đại trận này nhất. Còn máu của Hy Lam sinh ngươi lại chính là vật tế thích hợp để nuôi trận nhất. Nếu trận này thành công thì thiên tử đại đường còn lại gì nữa đây? Rốt cuộc ngươi là ai? Lam Sinh, Lam Sinh, Bình Dương đã không còn nữa. Tâm Ma, Lam Sinh, Âm Dương Hữu Lưỡng Niệm, Niệm Niệm Tương Giao Truyền, Ngô Kim Bản Tâm Thủ, Thiên Đạo Tự An Nhiên. Thanh Tâm, nếu cứ sống trong mơ hồ, Lam Sinh ca ca có hay không? Này, ngươi sao vậy? Cẩn thận đó. Chính thức giới thiệu một chút, ta tên là An Hoa Anh. Lúc trước vì sao ngươi lại cứu ta vào lúc ta gặp kiếp nạn? Chẳng phải ngươi đã đoán ra rồi sao? Tiểu công tử, đạo lực nơi này là thâm hậu nhất, dùng để khởi động đại trận là thích hợp nhất. Quả nhiên
có liên quan đến Dung Lẫm. Nếu người muốn chính tai nghe thử thì ta nói cho người biết, ta cứu người, tiếp cận người, chính là để chiếm được lòng tin của người, từ đó đạt được mục đích của ta. Cho nên Lam Sinh ca ca, người muốn giết ta ư? Lam Sinh ca ca, Châu Văn Tuyết đâu? Ta không có hứng thú với việc làm hại nữ tử. Này, đắc tội rồi. An Hoa Anh, ngươi làm vậy không sợ bị đảo trời dội ngược sao? Loạn thế sắp đến, dùng tính mạng trong trăm dặm quanh đây để đổi lại tính mạng của chúng sinh thiên hạ là chuyện lớn đó. Sao có thể bị đạo trời dỗ ngược được? Đại đường đã tận số, cha nuôi hóa rồng, chính là điều lòng người hướng về. Minh Ngự đại nhân, khởi động đại trận, hắn có thể ngăn cản được sao? Nếu muốn sống thì tranh thủ lúc này cút thật xa đi. Phải, dù có dùng sức của ta cũng không ngăn cản nổi. Vậy nên ngươi mau đi đi. Hy Lam Sinh, các ngươi tự cầu phúc đi, ta không chơi cùng các ngươi nữa. An tiểu công tử quả là mưu trí vô song. Lần này Đằng Nguyên hợp tác với tiểu công tử vui vẻ vô cùng. Cũng đa tạ Đằng Nguyên tiên sinh. Châu Văn Tuyết, trên đời có nhiều chuyện bất bình như vậy, cô lo được hết sao? Con sâu cái kiến có thể lay chuyển đạo trời thật không? Minh Ngự không hề vì nước vì dân như cô nghĩ. Hắn chỉ quan tâm đến đạo của mình, chỉ quan tâm đến thê tử mình yêu. Nhưng hắn coi chúng sinh như sâu kiến, hắn cũng chính là sâu kiến với đạo trời đó thôi. Hắn có Lý Bình Dương, sao hắn biết được người trong thiên hạ không có điều họ quan tâm, điều họ thương nhớ chứ? Tương truyền tranh sơn hà xã tắc có thể bình định bốn bể, thanh lọc càn khôn. Nếu cõi đời này không có Minh Ngự thì sẽ không còn Dung Lẫm nữa. Không, Bình Dương, nghe nói Bích Lạc ngập ánh hào quang, chi bằng lần này chúng ta cùng đi xem thử nhé.
xưa ta đến đây dương liễu thước tha. Nay ta trở lại, tuyết rơi tầm tã. Ta lần theo gió tuyết tìm nàng, lần theo mùi hương hoa lan lạnh lẽo 10 dặm tìm nàng. Nhưng không ngờ rằng đây chỉ là một ván cờ có tên sai lầm nàng bày ra cho ta. Trong ván cờ của nàng có sinh linh, có phàm tục, có trăm núi ngàn sông mà nàng yêu, duy chỉ không có nàng. Nhưng đâu đâu cũng là nàng. Thật hết cách với nàng rồi, Bình Dương. Minh Ngự đại nhân, nếu cứ sống trong mơ hồ thì đâu cần nhớ người ra đi. Lam Sinh ca ca, huynh còn chưa nói khúc nhạc ta sáng tác có hay không mà. Xem chút đi, xem chút đi. Vị huynh đài này, ta thấy bình thường huynh cư xử không đúng mực, khiến cho tà ma đi theo. E là sắp tới sẽ gặp họa đổ máu. Điên à? Ta đường đường là truyền nhân đời thứ 49 của Âm Dương Thế Gia Trâu Thị, Trâu Văn Tuyết. Từ nhỏ đã theo thần tượng ta, Âm Dương Sư lợi hại nhất hiện giờ, Minh Ngự đại nhân. Từng hành vi cử chỉ đều lấy ngày ấy làm gương. Huynh nói ta điên thì ta điên chắc. Này, này, Trâu Văn Tuyết, trên đời có nhiều chuyện bất bình như vậy, cô lo được hết sao? Châu Văn Tuyết ta là Âm Dương Sư, dù không thể lo hết mọi chuyện bất bình trong thiên hạ, nhưng cờ hồn của ta đi qua nơi nào thì nhất định sẽ dốc lòng trị ác, dốc lòng dương thiện, thanh lọc ra một khoảng trời tươi sáng.